Công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là thực hiện tạo ra một blog du lịch. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có được một blog du lịch. Quay trở lại phần trình soạn thảo, thì lúc này tôi thực hiện copy, đó là blog giải trí và chúng ta sẽ thực hiện tạo ra. Không còn là giải trí mà chúng ta thực hiện đưa vào đây sẽ là nội dung. Tiêu đề của chúng ta là du lịch. Và tiếp tục chúng ta di chuyển sang đó là tab filter. Và tôi cũng thực hiện chọn vào đó là danh mục du lịch. Lúc này chúng ta cần thực hiện đưa vào các ID cho các danh mục phù hợp với size demo. Như các bạn thấy ở đây, size demo của chúng ta có các phần danh mục như Việt Nam, quốc tế và cộng đồng. Thì ở đây tôi sẽ thực hiện tìm kiếm đó là Việt Nam. Và phần danh mục này sẽ có ID là 195. Do đó tôi thực hiện truyền vào đây sẽ là 195. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện tìm cho phần nội dung của danh mục quốc tế. Và như vậy, quốc tế của chúng ta sẽ có ID đó là 165. Tôi thực hiện đưa vào đây 165. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm cho danh mục đó là cộng đồng. Và như vậy, danh mục cộng đồng của chúng ta có ID là 205. Tôi thực hiện đưa vào đây ID 205. Và sau đó chúng ta thực hiện lưu lại phần nội dung này và update lại phần trình soạn thảo của chúng ta. Tôi tiếp tục refresh lại phần trình duyệt để xem log du lịch đã được thêm vào cho chúng ta hay chưa. Như vậy các bạn thấy log du lịch cũng được tạo thành công cho chúng ta. Và tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra log gia đình. Bằng việc tôi thực hiện copy đó là log du lịch, chúng ta sẽ đến với đó là log gia đình. Thì trong phần nội dung của log gia đình này, chúng ta cần thực hiện thay đổi. Đầu tiên sẽ là tiêu đề cho log. Chúng ta có giá trị đó là log gia đình. Tiếp tục filter, tôi thực hiện chọn vào đó là phần nội dung thuộc về danh mục gia đình. Trong phần Ajax filter, chúng ta sẽ xem gia đình thì chúng ta có rất nhiều các phần danh mục như là tổ ấm, chăm con. Thì ở đây tôi thực hiện tìm đến danh mục tổ ấm. Và danh mục này sẽ có ID là 181. Do đó tôi thực hiện truyền vào 181. Và tiếp tục sau phần nội dung tổ ấm thì chúng ta có phần nội dung đó là danh mục chăm con. Và như các bạn thấy, danh mục chăm con sẽ có ID là 201. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một danh mục tiếp theo, đó là danh mục nhà đẹp. Tôi sẽ thực hiện tìm ở đây đó là nhà đẹp. Và ID của nhà đẹp là 161. Bây giờ chúng ta nhập vào 161. Tiếp tục phần danh mục tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm kiếm đó là tiêu dùng. Tôi thực hiện truyền vào đây đó là giá trị tiêu dùng. Như vậy danh mục của chúng ta có ID là 179. Và cuối cùng danh mục mà chúng ta cần thực hiện thêm vào đó là danh mục nội trợ. Tôi cũng tìm xem nó có ID là bao nhiêu. Như các bạn thấy, danh mục nội trợ sẽ có ID là 162. Do đó phần nội dung này chúng ta truyền vào giá trị 162. Và tôi thực hiện lưu trữ các phần nội dung này. Chúng ta update lại phần nội dung mà chúng ta vừa thay đổi. Đồng thời tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần nội dung cho gia đình đã được hiển thị cho chúng ta. Và lúc này tôi sẽ thực hiện tạo ra một blog tiếp theo là blog số hóa. Bằng cách chúng ta sẽ copy blog gia đình và như vậy chúng ta sẽ tạo ra lúc này sẽ là blog số hóa. Phần nội dung cho tiêu đề chúng ta cũng thực hiện truyền vào đây sẽ là phần giá trị số hóa. Tiếp tục filter, tôi thực hiện chọn đến đó là phần nội dung số hóa. Phần Ajax filter, chúng ta sẽ xem số hóa của chúng ta có phần đánh giá, đời sống và kinh nghiệm. Tôi thực hiện tìm đến đó là đánh giá. Thì ở đây danh mục này sẽ có ID là 214. Và tôi thực hiện thay đổi phần giá trị này sẽ là 214. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến đó là đời sống. Và ID cho đời sống là 215. Tiếp tục chúng ta đến với đó là phần danh mục
kinh nghiệm. Tôi cũng thực hiện tìm phần nội dung này. Như vậy chúng ta có phần đó là kinh nghiệm với ID là 224. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tìm tiếp đó là phần danh mục tư vấn và test award. Như vậy lúc này từ khóa mà chúng ta nhập vào sẽ là tư vấn. Và phần ID là 183. Cuối cùng chúng ta sẽ có danh mục đó là test award. Và phần ID của chúng ta là 170. Sau đó tôi thực hiện lưu lại phần nội dung này. Tiếp tục chúng ta update phần nội dung mà chúng ta vừa thực hiện. Đồng thời tôi cũng thực hiện refresh lại phần trình duyệt của chúng ta. Như vậy các bạn thấy phần nội dung cho số hóa cũng được hiển thị thành công cho chúng ta. Và tiếp tục chúng ta cần thực hiện tạo ra một log tiếp theo sẽ là log share. Tôi tạo ra bằng cách chúng ta copy đó là log số hóa. Và lúc này tôi thực hiện edit phần nội dung cho số hóa. Thì ở đây phần tiêu đề chúng ta sẽ có giá trị bây giờ sẽ là share. Phần filter tôi thực hiện chọn vào đó là danh mục share. Phần ajax filter thì các bạn cần tìm đó là phần nội dung cho diễn đàn và thị trường. Ở đây sẽ là diễn đàn. Như vậy ID cho diễn đàn chúng ta có giá trị 208. Và sau đó chúng ta sẽ tìm đó là danh mục thị trường. Như vậy ID cho thị trường chúng ta có giá trị 235. Và tôi thực hiện lưu lại phần nội dung này. Sau đó chúng ta update phần thay đổi. Và cuối cùng chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy tôi vừa tạo thành công đó là log share. Và tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một log có tên là giáo dục. Phần nội dung này cũng khá tương tự so với những phần nội dung mà chúng ta vừa thực hiện. Lúc này tôi sẽ chọn vào edit phần log mà chúng ta vừa mới copy. Không còn là share mà sẽ là tiêu đề giáo dục. Tương tự chúng ta cũng chọn vào đó là danh mục giáo dục. Sau đó ajax filter thì các bạn thấy ở đây phần demo chúng ta có tất cả đó là các phần danh mục như tuyển sinh. Tôi thực hiện tìm đến đó là danh mục tuyển sinh. Và phần nội dung ID chúng ta có giá trị 187. Tôi thực hiện truyền vào đây 187. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại phần demo. Tiếp đến là du học. Thì nội dung cho phần du học này chúng ta có ID các bạn thấy là 212. Và sau đó sẽ là phần nội dung cho tư vấn. Thì chúng ta có giá trị 184. Một phần danh mục cuối cùng chúng ta có thể xem đó là học tiếng Anh. Phần danh mục này sẽ có giá trị đó là 155. Tôi cũng nhập vào đây 155 và chúng ta lưu lại phần nội dung này. Đồng thời tôi sẽ thực hiện đó là refresh lại phần trình duyệt của chúng ta. Như vậy các bạn thấy một phần nội dung của giáo dục đã được hiển thị thành công cho chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ đến với một log tiếp theo đó là khoa học. Tôi cũng thực hiện copy phần nội dung của một log và chúng ta tạo ra bây giờ sẽ là log khoa học. Tôi thực hiện đi vào phần edit cho phần nội dung của log giáo dục và chúng ta sẽ có ngay đây sẽ là log khoa học. Phần nội dung cho filter chúng ta cũng chọn vào đó là các bài viết thuộc về danh mục khoa học. Sau đó ajax filter chúng ta sẽ xem đầu tiên sẽ là môi trường, công nghệ và chuyện lạ. Tôi nhập vào đây từ khóa môi trường. Như vậy môi trường của chúng ta là 160. Tiếp tục chúng ta có danh mục công nghệ. Như vậy công nghệ của chúng ta có ID là 206. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện tìm đến đó là danh mục chuyện lạ. Như vậy chuyện lạ sẽ có ID lúc này 204. Và tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Chúng ta thực hiện update phần nội dung mà chúng ta vừa thay đổi. Đồng thời tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Các bạn thấy phần nội dung của log khoa học đã được hiển thị ra cho chúng ta. Tiếp tục chúng ta thực hiện tạo ra đó là log tâm sự. Như các bạn thấy ở đây, log tâm sự của chúng ta sẽ được tạo ra bằng cách copy log khoa học. Và tôi cũng thực hiện edit cho phần nội dung này để chúng ta
tạo ra lốc tâm sự. Bây giờ, phần tiêu đề chúng ta sẽ chọn vào đó là tâm sự. Filter thì chúng ta có giá trị sẽ là tâm sự. Tôi tìm đến danh mục tâm sự để chúng ta lấy ra các bài viết theo danh mục này. Lúc này, Ajax Filter chúng ta sẽ tìm đến các danh mục. Như vậy các bạn thấy ở đây không có các phần danh mục nó được hiển thị cho phần tâm sự. Do đó, trong phần tab Ajax Filter chúng ta sẽ chọn đó là No Dropdown Ajax Filter. Và các phần nội dung này chúng ta có thể xóa đi. Bây giờ tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung mà chúng ta vừa thay đổi. Và tôi cũng thực hiện refresh lại phần trình duyệt của chúng ta. Như vậy các bạn thấy phần nội dung cho lốc tâm sự đã hiển thị tốt cho chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với đó là lốc cười. Thì ở đây tôi thực hiện tạo ra bằng cách copy phần nội dung này. Và chúng ta sẽ thực hiện edit cho lốc tâm sự. Như vậy chúng ta sẽ có lốc cười. Phần nội dung filter tôi cũng thực hiện chọn vào đó là danh mục cười. Phần Ajax filter thì các bạn thấy ở đây chúng ta vẫn chọn đó là không hiển thị Ajax filter. Tiếp tục tôi thực hiện update phần nội dung này và sau đó chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần danh mục cười cũng hiển thị ra cho chúng ta. Và tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra lốc xem nhiều nhất. Thì lốc xem nhiều nhất này chúng ta sẽ chọn ra đó là một lốc số 9. Tôi chọn vào lốc số 9 này. Và sau đó chúng ta cần thực hiện đó là đưa vào các phần nội dung cho phù hợp. Đầu tiên sẽ là tiêu đề. Tiếp tục chúng ta có phần giá trị, đó chính là các phần mã màu. Phần mã màu cho tiêu đề. Và sau đó sẽ là phần mã màu cho background color. Tiếp tục các bạn quan sát ở đây. Số lượng các bài viết được xem nhiều nhất, chúng ta có tất cả là 5 bài viết được hiển thị. Do đó trong phần nội dung này, limit number tôi chọn giá trị sẽ là 5. Tiếp tục phần nội dung cho filter. Thì ở đây chúng ta lấy ra đó là các bài viết mới nhất cho tất cả các danh mục. Phần nội dung category filter chúng ta sẽ tạo ra đó là on category. Phần Ajax filter thì các bạn thấy chúng ta sẽ thực hiện chọn vào No Dropdown Ajax Filter. Pagination thì chúng ta sẽ thực hiện chọn vào Netry Ajax để cho nó hiển thị giống so với size demo của chúng ta. Và tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung mà chúng ta vừa thêm vào cho size tin tức. Lúc này tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt của chúng ta. Thì các bạn thấy lốc xem nhiều nhất đã được hiển thị ra cho chúng ta. Và như vậy, thông qua video này thì các bạn cũng biết được đó là cách để chúng ta hoàn thành việc tạo ra các lốc ở cột thứ hai trong trang tin tức này.